Còn có đăng ký gia diễn ở trong đây không? Dạ, là đầu tiên Lê Đạo xin được gửi lời chào đến cô chú Quang Thách, nhà tài trợ, cô chú anh chị cũng như là quý vị nhà báo. Facebook về thông tin của buổi họp báo của thầy Việt Anh. Nhưng mà lúc đó em chưa được mời. Nhưng mà em có nói trong lòng em là dù cho em không được mời đi chăng nữa em cũng sẽ đến với thầy. Bởi vì em tự nhận mình là một big fan của thầy. Em rất là ngưỡng mộ và rất là hâm mộ thầy. Em cũng giống như anh Quý Bình là thầy chưa dạy em ở một giờ chính quy nào cả. Nhưng thầy đã cho em rất nhiều những kinh nghiệm từ cuộc sống, những kinh nghiệm từ diễn xuất mà thầy đã xem lưu diễn và cho em nhiều bài học. Đối với em đó là những lời dạy rất quý và rất thiết thực. Vì sao em không được mời nhưng em vẫn đến? Bởi vì em rất là quý thầy. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên thầy ra mắt sản phẩm của thầy cùng với các học trò của thầy. Thì em rất là mong muốn đến để được chia sẻ với thầy. Và bên cạnh đó là em cũng đến để mong mình học được rất nhiều điều tử tế từ thầy ạ. Và một lần nữa em cũng xin được chúc thầy cũng như là ekip thực hiện của series Chuyện Tử Tế này sẽ được chinh phục hàng triệu trái tim khán giả, cũng như là sẽ câu chuyện series này sẽ càng đi dài hơn nữa ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn Lê Lộc rất là nhiều. Dài hay ngắn là phải tùy ông bầu. Dạ, dạ. Cảm ơn. Câu hỏi thứ nhất là câu thứ nhất là tại sao tới giờ phút này tôi mới làm cái kênh này. Thật ra tôi không có ý định làm một cái kênh gì cho tôi cả, mà như tôi đã nói từ đầu thì tôi muốn giới thiệu học trò tôi được có cơ hội được thể hiện mình qua những gì đã học. Và cái điều quan trọng là qua những câu chuyện mà tôi và các học trò tôi làm để ngày củng cố hơn về tư cách và cái nhân cách của người diễn viên, người nghệ sĩ. Đó là cái lý do tôi làm. Còn coi thứ hai là tôi có sợ là nó sẽ không có view. Đương nhiên ở trên mạng bây giờ nó rất là nhiễu loạn và những cái câu chuyện như thế này rất rất dễ ít của quan tâm, nhưng luôn chọn sẽ phóng đâu. Tôi nghĩ như thế và tôi tích tưởng vào cái điều tốt đẹp luôn luôn đến yêu thương, mang yêu thương đến thì yêu thương sẽ mang lại cho mình. Tôi sẽ cảm ơn anh hai bạn. Mỗi người sẽ có cái cách định nghĩa về sự tử tế khác nhau. Tôi nghe cái cú định nghĩa như thế nào? Nó sẽ là đàng hoàng. Đàng hoàng đối với bản thân mình và đàng hoàng đối với người chung quanh mình. Và theo tôi, cái tử tế của tôi là chỉ như thế. Trước hết mình phải đàng hoàng với bản thân mình đối với cuộc sống chung quanh mình. Và đàng hoàng như thế nó sẽ gợi rồi, nó sẽ nhân lên cái điều tử tế này, cái điều đàng hoàng này cho khắp mọi người. Cái điều đó nó làm cho xã hội sẽ tốt đẹp hơn, vui hơn. Xin cảm ơn bạn. Mọi người làm đấy cái đẹp, do đó cái tử tế của người nghệ sĩ cần thiết hơn người khác. Thế thôi. Cũng có một người tử tế còn hàng với anh nữa, đó là anh đạo diễn Ngọc Tưởng. Thì em muốn hỏi anh là vì sao mà anh lại quyết định chọn một cái anh đạo diễn này để mà làm cho chương trình? Em biết là ảnh giờ ảnh cũng khách show lắm, mà không biết là khách show ảnh nhận có cao không? Sở dĩ tôi chọn Tưởng là vì hai thầy trò tôi cùng đồng hành suốt mười mấy năm nay đi dạy học. Tôi dạy là Tưởng là phụ giảng cho tôi. Và hai thầy trò rất ăn ý và giới thiệu các học trò cũng là học trò của Tưởng thôi. Dạ, cho tới anh Lương Ngọc Rễ này để trả lời câu này. Dạ, cảm ơn. Thì trước khi trả lời câu hỏi của anh Song Bình đó, thì em cũng thực ra đây cũng xin cảm ơn chị Liên Phạm đã kết nối với các anh chị báo chí có mặt buổi ra mắt kênh. Em cảm ơn anh Trần Ngọc Dân đã tài trợ để điểm cho thầy trò chúng em có một lời ra mắt đấu và anh cũng thực sự là em nhận được rất là nhiều sự yêu thương. Thầy của em tốt nghiệp ở trường là giống như một cái hàng đường này mà. Nhưng mà cái hạt mà cũng được tươi tốt đó, thì cần có những điểm nhất. Thì mười mấy năm trời đời nhiều trời giảng cho thầy đó, em cảm giác là những nhất mà thầy cho em nó rất nhiều
hoặc cái em nhận được á, thực sự là phải qua chương trình này, qua những lần trò giảng cho thầy, những lần làm việc với thầy á, thì cái sự yêu thương, cái sự dạy dỗ thì em nhận rất là nhiều luôn. Thì tại sao em lại làm mà trọng để làm đầu diễn chương trình này? Đơn giản thôi, tại vì thầy yêu thương em quá nhiều, thì em cũng giống như là em cũng có nhiều học trò, nhiều bạn trợ giảng, thì em cũng trao yêu thương nó cho các bạn đó thôi. Thầy yêu thương em như thế nào thì em yêu thương các bạn như thế vậy. Yêu thương cho đi là thương yêu còn mãi. Em xin hát. Chào mừng quý vị chào đến toàn thể quý chị có mặt trong buổi ra mắt series phim thì tử tế cũng như là trên Vietnam Channel, và đem được gửi lời chào thân thương đến người tử tế nghệ sĩ nhân dân Việt Nam. Không biết lúc này Bảo Quý Bình gọi nghệ sĩ nhân dân Việt Nam là người tử tế thì có đúng không ạ? Đúng rồi. Không quá không ạ? Không quá chút xíu nào hay không? Hôm nay anh Việt Anh ơi, bây giờ thấy gọi là thầy. Cái tình cảm anh em thì mình dành cho nhau, nhưng mà với quý vị ở đây thì cũng xin thưa đây là một người thầy, một người đồng nghiệp, một người anh mà quý vị phải nói rất là quý trọng trong nghề. Anh không dạy cho quý vị một ngày nào trên ghế nhà trường cả, nhưng mà anh dạy cho quý vị hàng ngày một qua từng cái câu chuyện mà anh kể cho quý vị nghe, anh gửi cho quý vị đọc. Điển hình như là sáng nay, mặc dù là hôm nay là chuẩn bị cho cái buổi chiều ngày hôm nay, cho cái buổi ra mắt rất là bận, nhưng anh vẫn đều đặn gửi cho quý vị một câu chuyện, và câu chuyện sáng nay đó là câu chuyện về thầy và trò. Và quý vị đọc và quý vị kết thích một cái câu vô cùng trong cái kết của cái bài đó, đó là ai cũng có ít nhất một người thầy, và ai cũng có thể trở thành một người thầy của ai đó hay vô cùng. Và đây là một trong những người thầy rất đáng kính của quý vị. Dạ. Quý vị xem qua được hai cái câu chuyện này, quý vị hơi giận ảnh một xíu. Tại sao quý vị chưa được góp mặt? Nói vậy thôi, nhưng mà quý vị đã được thầy của mình, anh Việt Anh đánh tiếng rồi. Và sắp tới đây quý vị hy vọng sẽ sớm được xuất hiện trong cái series này, cùng với những cái câu chuyện thật tử tế mà anh cùng với một người đạo diễn, người anh cũng rất là tử tế, Lương Ngọc Tể Lương Ngọc Tể và tất cả các người tử tế của series này, và hy vọng rằng kênh ra mắt sẽ đón nhận được thật nhiều tình cảm của những khán giả tử tế dành cho những cái câu chuyện mà chúng ta gọi là chuyện tử tế. Nghe thì nó có vẻ là dạy đời quá, nghe thì nó có vẻ là khách sáo quá, nhưng mà thực sự nếu như chúng ta không cần một người nhắc nhở chúng ta, không có một người nhắc nhở chúng ta nhìn nhận về những cái điều thực tế nhỏ nhặt nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, thì có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được những cái sự thực tế nó diễn ra xung quanh mình. Và hy vọng rằng kênh Việt Anh Channel sẽ ngày càng lớn mạnh, sẽ đón nhận được vô vàn tình cảm của những khán giả tử tế yêu nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, cũng như là yêu những câu chuyện của chuyện tử tế. Cảm ơn quý Bình rất nhiều vì những tình cảm dành cho anh và các bạn học trò trong cái series tử tế. Cảm ơn quý Bình.